kia. Vâng. Nào đông, nào đông. Đấy, em tham gia. Rồi. Rất xin lỗi ra là hôm ấy anh không xuống được. Em biết anh bạn rồi. Không nào nước đi. Rồi. Tìm. Một trong những cây quý của Thường Tín. Của Thường Tín và cũng là của cây cảnh Việt Nam luôn. Và tham quan cùng với mọi người tham quan nhiều lâu đài. Cây mặt này thì sẽ nhìn được hết em. Mặt này mới là mặt chính là đúng hơn. Mặt chính nó phải mở mà. Đúng không? Và mặt này phải là mặt chính thì đúng. Hiện nay là bác Quân có lẽ là thích mấy cái u, mấy cái nu ở cái phần kia. Nhìn mặt đấy thì nhìn nó già hơn. Và cái đấy là mặt chơi chính thực ra. Thì theo như anh thì mặt này mới là mặt chính. Mặt này là phô diễn được hết. Mặt này là mặt nó mở. Và nó cũng đường nét nhiều cái đường nét. Và nó cũng là cái mặt âm. Thì nó mặt này lấy mặt này là mặt chính thì hợp lý hơn. Cây này thì anh cũng biết từ ngày nó còn đang là phôi ở nhà chú Sử Ba Thác. Nhưng mà quả thật là sau khi anh Quân lấy về thì anh ấy xử lý và tạo tác là bây giờ nó cũng là một tác phẩm quý rồi. Phần đá là có lẽ là cũng có thể xử lý thêm được đúng không? Và chưa được tinh lắm. Sao anh? Đây là có xử lý lại rồi thì phải. Cái vết cắt này nó có vẻ cắt cũng phải 10 năm rồi. Không, cái vết cắt này hôm ở Đông Anh không biết là không, nó là sao nó cũ này được anh? Không, vết cắt này là lâu lâu rồi. Vâng. Nhưng mà đấy cái hôm mà anh chia sẻ với chú trên điện thoại. Vâng. Cái vết cắt này. Nhưng mà theo em là cái mặt này là chính mà thậm chí nó hơi chếch chếch đây tí này. Nó hơi xiên xiên đây tí này. Thì cái mặt này rất là đẹp. Mặt này nó sâu và nó mới là mặt âm của cây. Thì tuy nhiên là cái đặt cái hòn đá thì bên này thì chữ Nho, bên kia thì chữ Quốc ngữ. Thì nhưng mà qua cái cách kê ở vườn nhà bác Quân thì có vẻ như bác Quân thích mặt kia hơn. Đúng không? Và bác vẫn cho rằng đấy là mặt chính, nhưng mà như anh thì anh thích mặt này hơn. Và anh sẽ cho nó hơi siêu siêu đây, hơi chếch chếch đây một tí này. Đẩy cái phần này ra và có thể cái bông này này cho nó bay thêm một chút ra đây nữa thì cái mặt này rất là sâu. Nhân tác phẩm thì chọn mặt kia mặt chính rồi chắc chắn rồi. Nhưng mà thôi đấy nó cũng là do cái ý thích của người chơi. Mặt này thì nhìn phô được nhiều cái điểm già hơn, nhiều cái điểm nu hơn, và cây này là một trong những cái cây mà cái phần từ gốc đến đây nó tương đối là thoáng. Thế mà rất hay là bác cái xử lý được cái tay rơi này. Và cái tay rơi này khi nó ăn được cái rễ xuống đây thì lại bác cái xử lý về cấu trúc là nó giống như một cái tủ treo. Và nó vừa tạo được cái đỡ điểm trống ở cái khoảng này. Nó tạo cho ấm cây hơn. Và nó cũng là một cái nét rất là nghệ thuật. Nó là tay nhưng thực tế là nó lại là tử. Nó là tử nhưng nó lại là tay. Đấy chính là gọi là hư trung hữu thực, thực trung hữu hư. Trong hư có thực, trong thực có hư chính là. Đấy là một trong những cái kỹ thuật bonsai mà kể cả là quốc tế người ta cũng xử lý. Thực ra với cây này thì cả hai mặt nó đều có những cái điểm sâu. Nếu đều có những cái điểm sâu. Nhưng mà nếu như chơi mặt kia ấy, thì anh sẽ nhìn được cả cái thân này. Và nó rất rõ cái thân này. Nhưng nếu nhìn mặt này ấy, thì cái thân này nó bị khuất. Nhưng mà mặt kia thì sẽ nhìn được hết. Sẽ thấy được cả. Nhưng mà thực ra nó cũng giống như là cái cây tam đa của Khang Sặt ấy. Mặt nào nó cũng đẹp. Và thậm chí là anh chơi mặt nào cũng được. Cả hai mặt nó đều đẹp cả. Nhưng mà thật sự nếu như tính theo cái tính âm dương của hai mặt thì mặt kia nó mới là mặt chính. Đấy là theo ý chú thôi, tôi cũng không dám kết luận.
này mở này. Chú Hiền ơi, chú cho cháu hỏi là khi mà chắc là chú cũng biết cái tác phẩm này đâu rồi đúng không chú? Chú biết từ ngày nó còn là phôi ở nhà chú Sử Bá Thá. Chú cho cháu hỏi là bây giờ chú cho chú cháu biết là cái nét đặc sắc nhất của cái cây này là gì? Nét đặc sắc cái nhất cái nét nào chú thích nhất cây này? Nét thì nhiều nét. Vâng, nhiều những cái nét. Bây giờ thực ra một cái cây như thế này ấy, bảo rằng là chú thích nhất cái nét nào là nó hơi khó. Vâng, bởi vì ở đây nó có rất nhiều những cái nét khó nhá. Dạ, người ta hay gọi là những cái nét khó đấy, những cái đường đi mà nó có vẻ như không phải con người làm. Sau đấy là do thậm chí ban đầu có thể nó là cái lỗi gì đấy rồi sau nó lại thành những cái nét nghệ thuật. Và ở cây này nó khá nhiều những cái nét như vậy kết hợp lại trong một cái cây và nó tạo thêm một cái cây với một cái vóc dáng, với một cái hình thái nhìn tổng thể thì có vẻ là tương đối là chân phương. Thế nhưng mà nhìn sâu vào từng chi tiết thì nó lại có những cái điểm mà bây giờ lớp trẻ hay gọi là những cái điểm quái đấy. Những cái điểm gọi là lạ. Những cái điểm lạ đấy nó nằm trong cái chữ kỳ của cái cổ kỳ Mỹ ấy. Và nó là một cái cây đa thân. Bởi hình như là chú thì chú không đếm thân đâu, nhưng mà hình như anh Quân có nói là khoảng 5 thân gì đấy. Nhưng thực ra 5 hay 4 hay 3, nó khi nó đã quyện vào với nhau như thế này nó không còn quan trọng nữa. Nhưng mà phải khẳng định nó là những cái cây nhiều thân sau khi được biến. Nó được biến rồi, nó được hóa vào với nhau rồi. Nó tạo thành một cái tổng thể của một cái cây. Cho nên nó cũng không còn quan trọng là mấy thân nữa. Nhưng mà những cái điểm âm, điểm dương của cây này ấy, là nó tương phản nhau khá là nhịp nhàng. Đấy, cháu thấy có những cái điểm lồi ra này, những cái điểm âm vào này, rồi lên trên kia cũng vậy này, rồi trong cái âm kia lại có cái dương lồi ra này, đúng không? Trong cái khoảng sâu trong kia lại có mấy cái nu lồi ra. Cho nên là những cái tính âm dương ở trong cái cây này nó khá là rõ nét và nó tạo lên một cái chiều sâu của cây mà nhìn cả hai mặt đều có cái chiều sâu đấy. Rất cần tác phẩm nghệ thuật cao. Và cháu nhận thấy là chú Quân chú làm những cái đường tay chi rất là kỹ thuật. Đó, những cái đường tay chi rồi như là cái đường tay chi chú băng ngang nha. Không có nhìn cái bông nào mà chọc mặt đâu nhé. Đúng rồi. Mở mặt chơi mà văng ngang. Thực ra đấy là một trong những cái trong những cái kỹ thuật mà ví dụ như cái điểm này đấy, đúng không? Vâng, nếu vâng. Như ở đây mà lấy thẳng như một bông đấy, thì người ta có cảm giác là nó chọc vào mặt, cảm giác nó bức bối. Đấy, nhưng đến đây anh Quân đã ngắt ra và cho một cái bông nó chạy ngang chạy rồi ngang. Mới ra một cái bông thì tự nhiên nó làm mềm cái đó đi. Và đấy, nó không còn cảm giác khó chịu nữa. Đấy là một trong những cái kỹ thuật mà bên kia chú mặt chính thì chú nhìn rất nhiều. Đúng. Đây ví dụ cái bông này. Đúng không? Bông này ngày xưa nếu như để thẳng ra đây thì sẽ rất khó chịu, nhưng mà anh ấy đã rất khéo để anh ấy xẹp cái này này. Anh ấy gấp vào đây. Đúng không? Và tạo thành hai cái bông nhỏ như thế này thì người ta không có cảm giác chối bởi cái cành này nó lao ra nữa. Và nó lại thành một cái điểm khó, một cái điểm nghệ thuật. Đây là một trong những cái kỹ thuật của làm cây và nó cũng tạo lên được những cái nét nghệ thuật. Không phải những cành bên kia mà những cành này. Cành này điêu nghệ nhất. Cái vết cắt cuối cùng đấy. Đấy cũng là cái vết kỹ thuật. Đấy là kỹ thuật nhất mà đẹp nhất. Cái vết này thì đúng rồi. Cái vết này em nghĩ cái này cắt lâu rồi chứ. Anh giật cắt anh rồi. Anh lên đây anh đánh ra chứ. Nhưng mà cái điểm này chắc là trước nó hơi chối đục vào đi. Anh này không yêu cái cắt. Cái điểm này trong cây này anh Quân xử lý khá nhiều chỗ cái kỹ thuật này. Cái chập đảo hướng ở tay này, ví dụ cành này, ví dụ cành kia, và ví dụ cái cành ở trên này, đấy là một trong những cái thủ pháp mà bác Quân đã áp dụng ở trong cái cây này để tạo thành một cái cây nhiều thân, nhiều cành. Thì dùng cái phương pháp đấy thì xử lý được. Chứ nếu không là khó lắm đấy, một cái cây đa thân để xử lý tay cành cho nó hợp lý, nó không cái nọ. Rất nhiều người làm cái cây nhiều thân, nó che lớp cái kia là lúa cuống ấy. Thì chủ yếu là lớp khoảng trống thôi. Đúng rồi. Đây là cái tác phẩm rất là đây là nghệ một thuật. Trong những cây bông dăm thì mỗi bông đều mà có một cái ý nghĩa, một trọng trách riêng để tạo lên cái tác phẩm quý này. Cây này nó có một cái hay mà hôm livestream ở nhà anh Quân thì chú cũng đã nói rồi. Một cái cây này nhưng nhìn ở các góc độ khác nhau, người ta lại có cảm giác nó là cái cây khác. Tất nhiên là vẫn nhận ra thôi,
nhưng mà cái mặt bên kia sang cái mặt bên này nó tạo cho một con người ta một cái sự bất ngờ nhẹ nhẹ. Ví dụ đang ở bên kia người ta không nghĩ rằng bên này cái mặt bên này nó lại thế này, đang ở cái mặt này thì nhìn lại không nghĩ rằng cái mặt bên kia nó lại cấu trúc thế kia, đứng ở bên này không đoán được cái ở bên kia. Đấy là một trong những cái đặc điểm khá là quý ở cái cây này, rất là thú vị đúng không chú? Đúng, phải nói thú vị. Kể cả nhìn ở đằng sau này nó cũng có cảm giác nó là một cái cây khác nữa, cho nên là đây là một trong những cây mà rất đẹp và rất quý. Xin chào. Thôi chú nói thế thôi nhé, mà mọi người xem các kênh YouTube của các cháu nó thì thông cảm, bởi vì tôi toàn nói cảm nhận của cá nhân, tôi không dám múa rìu qua mắt thợ. Thôi cháu ơi, dừng đi. Vâng, cháu xin cảm ơn chú Trần Hiền đã bớt chút thời gian giao lưu bình luận với lại về tác phẩm. Ôi, đừng chào thầy. Cổ Lê Phương. Để nói chuyện chứ mà hay lắm. Cứ đánh đuổi anh thì là anh thôi. Video tiếp theo.